Và đến đây xin mời quý cô chú các chị cùng đến với tác phẩm Thiên Thu Nỗi Nhớ, nhạc Văn Thanh, thơ Phạm Tùng. Xin một tràng pháo tay đặt nghệ sĩ Phạm Tùng đang đứng ở camera này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.